nó bẻ cái đầu lên các bạn. Ăn thì các bạn phải có phải có hàng tồn, mà khi có hàng tồn thì các bạn cái có những loại cái đàn chớp á, bấm một cái thì chớp một cái đó. Bấm một kiểu thì chớp một kiểu, mà ba kiểu thì nó sẽ hết. Còn những loại đàn chớp thì có bảy kiểu, bấm một cái thì nó chớp một cái, mà bấm bảy cái thì nó chớp bảy kiểu, rồi bằng nó tắt. Nhưng mà có những loại đàn chớp, ví dụ như là cây này, cây quả thông nè, cây này cây thông các bạn đó, các bạn không mua về á thì nó chỉ có một con nút là tắt và mở thôi các bạn. Các bạn bấm vô cái nút này á thì cái đèn nó sẽ mở, nơi cái đèn nó sẽ mở và nó sẽ cháy hoài. Còn nếu như các bạn không chơi thì các bạn bấm nút là tắt, nó sẽ tắt đó, vậy thôi. Cái điều chung quy của mình á đó, cái sản phẩm lại vậy, và những mẫu khác cũng vậy các bạn. Nhưng mà chớp như thế nào đó thì tùy theo cái mẫu sản xuất của cái bên nhà sản xuất các bạn. Nếu như người ta sản xuất bảy kiểu á, cái mạch người ta làm bảy kiểu thì nó chớp bảy kiểu, mà chớp ba kiểu thì nó chớp ba kiểu thôi đó. Đó là do bên sản xuất, cái đó mình không nói nha. Thì đây mình chỉ muốn nói là lưu ý nè. Cái điều lưu ý là khi chúng ta vận chuyển thì gãy, thường thường nếu gãy thì không thể nào gãy chính giữa này được các bạn. Khi vận chuyển gãy không thể nào gãy, mà nó gãy là nó chỉ gãy ở chỗ này các bạn. Có thể là nó bẻ cái đầu này lên nè các bạn. Cái đầu này nó, khi mình chinh lên đó nó sẽ bị gãy, hoặc là khi các bạn buôn bán chở vận chuyển đi thì cái đầu này bị gãy bị tét nè đó. Thì khi các bạn mua về bị tét á thì các bạn phải dùng một cái loại keo dán lại đó. Hoặc là khi các bạn như thế này nè, các bạn buôn bán ở ngoài á, mà những cái sản phẩm mà các bạn lỡ rút vô nhiều lần mà nó bị lỏng như thế này nè đó, nó bị lỏng mà nó không vô được á, thì các bạn chích dùm in, các bạn phải có một cái loại keo đó, mua một cái loại keo cho mình là keo 502 nha các bạn đó. 502 chích vô đây nè, các bạn nhỏ vô trong cái này, các bạn nhỏ ít thôi nha, chích một cái một là nó sẽ bị là nó sẽ dính cứng ngắc lại luôn đó, nó sẽ không nhả sức ra nữa. Cái thứ hai á là mình nói những cái sản phẩm mà ví dụ như những cái sản phẩm mà dùng pin này nè, này này các bạn đó, thường á thì cái sản phẩm nó sẽ có một cái những cái sản phẩm trước ở đây, ví dụ như cái ống thông này các bạn, cái thông này. Cái điều mình nói là những cái sản phẩm nào á, đây mình sẽ cho các bạn xem rõ. Đây, những cái sản phẩm nào mà các bạn bán tồn nè, cái thứ nhất, cái thứ hai là những sản phẩm nào mà hết pin á thì các bạn sẽ thay pin được. Những sản phẩm nào các bạn bán tồn á thì các bạn vô bọc lại rồi các bạn cất lại, tại vì hàng đâu có hư đâu các bạn. Các bạn cứ để quanh năm suốt tháng đâu có hư đâu. Các bạn phải bảo vệ kỹ, phải để trong mát, đừng để ngoài nắng nó giòn nó gãy thì bắt buộc phải hư thôi. Đó. Các bạn phải để trong mát kỹ rồi mình giữ lại qua năm sau tới ngày lễ Noel hoặc là lễ Tết, hoặc là những cái đình ngày lễ đình hội rồi mà ban đêm đó, những cái khu vực nào ở địa phương mình có thì mình sẽ đem ra mình bán thôi, nó đâu có bị hư hao gì đâu. Thì những cái sản phẩm nào mà nó có con ốc ở đây á thì các bạn phải dùng cái vít ba ke ha. Mình đi bán là phải có vít này nè, vít ba ke. Các bạn phải để như đây, các bạn dặn nó ra, xong rồi các bạn sẽ thay ba viên pin đó. Cái pin này á thì mình cũng có đó, các bạn có thể chụp ảnh lại gửi lên những cửa hàng đồ chơi lân cận, các bạn nếu có thì các bạn có thể lấy về mà thay nó. Nó không bị hư gì, các bạn chỉ hết pin thôi, bấm nhiều quá thì nó hết pin thôi đó. Rồi cái những sản phẩm thứ hai là mình lưu ý nè, cái này ví dụ như những cây này nè các bạn, những cây này á thì cái độ chỗ dùng pin đó nè, nó sẽ không có ốc ba ke nha các bạn, nên các bạn dặn thì nó sẽ không bao giờ, nên mình đâu có ốc ba ke đâu mình dặn ra, nên khi các bạn muốn thay pin đó thì các bạn phải tháo cái thằng này ra đó, các bạn tháo cái thằng này ra, các bạn tháo cái thằng này ra nè, các bạn phải tháo bút này ra, bút ra rồi các bạn phải mở này ra luôn đó, các bạn phải mở, các bạn cứ mở đại ra đi, mở cái nắp trên nha các bạn đó, nhưng bạn phải lưu ý nhớ mở kỹ nha đó. Các bạn mở cái thằng này ra thay pin nè đây các bạn. Thì mình nói ở đây là gì, khi các bạn mở cái này ra thay pin á thì cái đầu này các bạn không nên dán keo dán sắt nha các bạn, không nên chích keo 502 vô, tại vì cái này nó có hai khớp mà, những nó cái khớp này các bạn có thể chích đây được, chích cái khu vực này nè, chích cái chỗ này để gì để cho nó dính lại, nhưng mà nếu nó lỏng thì các bạn chích nha, còn nếu chặt quá, nếu đã chặt rồi thì các bạn đừng chích đó. Rồi cái chỗ này nè, cái chỗ này mà các bạn không nên chích, tại vì chích khi hết pin thì các bạn nó không bao giờ thay được, không nên chích cây giám sắt vô cái chỗ này nha các bạn nha. Nếu chích vô là nó sẽ dính chặt luôn, các bạn không bao giờ thay pin được, và các bạn cho nó, các bạn giống như là các bạn sẽ bỏ luôn pin, xong thì các bạn để nắp lại thôi đó, các bạn đẩy thằng này lại thôi, đẩy này lại lắp như là bình thường thôi đấy các bạn
Đó, đây là cái nhược điểm lưu ý của mình nha. Ngày trước á, thì những sản phẩm mà đèn chớp thường thường nó làm pin đó. Lúc trước á, thì lúc nào nó cũng làm một nắp pin ra để mình dặn ra để mình thay pin các bạn. Nhưng mà bà thời bây giờ nó ra thì nó có những cái mẫu nó dính liền luôn, các bạn. Đó. Chua này các bạn. Cái mẫu này là xài pin con ó nha các bạn. Đó. Pin con ó. Cái mẫu này mẫu xài pin con ó các bạn. Đó. Pin lớn á, mình xài 3 viên pin này các bạn. Các bạn phải lắp pin vào nè. Sản phẩm mà bán không hết á thì bạn cũng có thể lưu lại để năm sau các bạn bán. Đây các bạn. Nhạc nó cũng được nè, rất là đẹp ha. Đó, nó xài 3 viên pin vậy đó. Khi mình bán không thì mình tháo pin ra nha các bạn. Bạn bán hoặc thời gian thì các bạn phải có hàng tồn. Mà khi có hàng tồn thì các bạn phải biết cách xử lý. Thì các bạn phải vô bọc kỹ lại, tháo hết pin ra nha. Lưu ý cho mình là phải tháo hết viên pin ra. Ví dụ như những cái sản phẩm nào các bạn mà bán để quyết định mà để qua năm sau bán thì các bạn tháo hết pin nha. Dù cho nó là pin nhỏ hay pin lớn thì cũng tháo hết các bạn. Và sau đó qua năm sau mình chỉ cần mua pin về. Qua năm sau mình chỉ cần mua mấy dĩ pin này về nè các bạn. Đó, mình mua pin này về là mình sẽ thay pin ra cho cái sản phẩm của mình là nó sẽ trở lại bình thường nha các bạn. Đó. Các bạn lưu ý nha, lưu ý cho mình nha.